Chào mừng các bạn quay trở lại với phần 4 của tiêu đề 44 nước, 44 câu chuyện Và trong danh sách tiếp theo số 37 là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ Thì với chuyến đi này mình không có ấn tượng nhiều Đây là lần đầu tiên thì mình cũng đi cùng bố mẹ chồng qua tour du lịch dạng chọn gói all inclusive Bởi vì là 95% các chuyến du lịch trước đây do mình tự lên kế hoạch từ A đến Z tiện lợi nhất ở cái dạng chọn gói này là nhà nào có đông trẻ con đi theo bố mẹ nhiều tuổi thì có thể lựa chọn du lịch chọn gói để đảm bảo ăn uống ngày 3 đến 4 bữa cộng thêm hồ bơi đầy đủ các trò chơi cho các bé nhỏ hay là spa chẳng hạn du lịch kiểu này thì họ cũng bán thêm các tour đi tham quan những địa danh nổi tiếng gần chỗ khách sạn bạn ở điểm trừ ở đây là đa số thời gian chỉ quay quanh bữa ăn, chơi các trò chơi của khách sạn tổ chức cho trẻ em hoặc người lớn với các hoạt động như là fitness, kiểu như khu nghỉ dưỡng, resort. Ấy. Nếu bạn nào mà muốn biết thêm về văn hóa phong tục, lối sống của người dân bình thường, có lẽ all inclusive không là lựa chọn phù hợp. Thành phố Sydney mà nơi mình đến là một trong những thành phố cổ quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố này được thành lập vào thế kỷ thứ bảy trước công nguyên và từng là một trung tâm thương mại văn hóa quan trọng. Lúc đó cũng là lúc diễn ra Ramadan, thì đó là khoảng tháng 4. ở đâu đó từ sáng sớm hoặc lúc xế chiều sẽ vang vọng tiếng cầu nguyện. Mình thì nghe thấy cái tiếng cầu nguyện từ khách sạn cơ nơi mình ở. Ramadan là tháng nhịn ăn của người Hồi giáo, kéo dài khoảng 29 đến 30 ngày. Trong cái tháng này thì người Hồi giáo sẽ nhịn ăn từ bình minh đến hoàng hôn, bao gồm cả việc không ăn uống, hút thuốc và quan hệ tình dục. Khi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Ramadan này thì bạn cần lưu, lưu ý một số điều như là sao tôn trọng văn hóa và tôn giáo của người Hồi giáo. Điều này có nghĩa là bạn nên mặc kín đáo khi ở nơi công cộng và tránh ăn uống uống rượu hoặc hút thuốc lá ở nơi mà trong giờ nhịn ăn những nơi công cộng là phụ nữ thì chị em nhớ mang theo một chiếc khăn để che tóc mỗi khi vào những địa điểm thiêng liêng như là nhà thờ hồi giáo bởi nếu không có thì bạn sẽ không được vào lịch trình các hoạt động của các bạn làm sao cho phù hợp với giờ nhịn ăn ví dụ bạn nên tránh ăn uống hoặc đi du lịch vào ban ngày trong tháng Ramadan đấy là chỉ là những nói là những cái nơi địa điểm nổi tiếng mà do người hồi giáo mở những cái dịch vụ thôi nếu bạn chọn khách sạn những địa điểm chỉ dành cho người nước ngoài thì vẫn có thể ăn uống bình thường và dưới đây là một lời khuyên cho khách du lịch khi đến thổ nhĩ kỳ vào tháng ramadan là thăm quan vào buổi tối này hầu hết các địa điểm địa điểm du lịch ở syde thì đều mở cửa vào buổi tối vậy bạn có thể tham quan chúng mà không cần lo lắng đến việc ăn uống hoặc là uống rượu hút thuốc lá tham gia các bữa ăn iftar mình thì chưa bao giờ tham gia cả nhưng mình nghe nói là đây là bữa ăn được phục vụ sau khi kết thúc rồi nhịn ăn bạn có thể tham gia các bữa ăn iftar ở các nhà hàng hoặc là nhà dân địa phương và điều quan trọng là phải tôn trọng những người đang nhìn ăn nếu bạn thấy ai đó đang nhìn ăn bạn nên tránh đề nghị họ ăn uống hoặc uống rượu lại là mình nhớ đến cái đợt mà mình đi làm ở, một, ở trong công ty của mình ấy thì ở trong nhóm của một người ai cập thì theo đạo hồi giáo và đến cái tháng mà ramadan ý, thì mọi người bắt đầu rủ đi ăn đi uống cả cái uống cà phê thì cái người đấy thì toàn là từ chối thôi một vài lần thì mọi người còn mời về sau thì mọi người cũng biết ý và không rủ cái anh chàng người Ai Cập này đi đâu nữa bởi vì đây là tháng Ramadan nên họ cần tôn trọng và uh, nhiều lúc thì cái người những người theo đạo hồi giáo ở công ty mình ý thì họ xin là làm việc tại nhà này nếu không cần thiết phải đến công ty để hội họp gì đấy để họ có thể tập trung vào và không bị kiểu như là sao nhãng và mỗi lần mọi người rồi đi uống cà phê uống nước hay là đi ăn trưa thì họ không cần phải phải nói lời xin lỗi với chúng ta là họ đang trong tháng Ramadan. Chúng ta phải có một cái chút hiểu biết về người Hồi giáo nếu chúng ta có một đồng nghiệp như vậy. Nước thứ 38 ở phần thứ tư này đó là Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên trong đời mình bước ra khỏi vùng an toàn tuyệt đối để tham gia làm tình nguyện viên cho tổ chức ISAC ở New Delhi. Lúc đó thì mình đã từng nghĩ để không lãng phí cái tuổi trẻ thời sinh viên của mình là chỉ biết lên giảng đường, về nhà hoặc vào thư viện học nhồi nhét đạt điểm tuyệt đối hay là tốt nghiệp với bằng loại giỏi, loại xuất sắc. Mình đã bỏ qua ngoài định kiến để tới Ấn Độ. Là một thành viên ISEC, bạn sẽ có một mạng lưới liên kết với rất nhiều trường đại học, tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận trên toàn thế giới, hầu như đều ở những nước kém phát triển hơn, nơi mà cần sự giúp đỡ về giáo dục tài chính hay những kiến thức cần thiết cho kỹ năng sống hoặc cũng có thể là nâng cấp trình độ cho công việc, học vấn. Bạn sẽ phải tự kết nối với các tổ chức và chọn ra chương trình hay chủ đề thích hợp với bạn. Mình vẫn, vẫn còn nhớ là cái lúc đó thì mình đã thức đến tận đêm khuya ấy để ngồi Skype chat với rất nhiều là các tình nguyện viên ở nhiều nước. Cuối cùng mình đã chọn ra một chương trình để thúc đẩy phát triển nâng cao quyền nữ giới ở những nơi còn kém về cơ sở giáo dục, đó là Ấn Độ. Ban đầu thì mình cũng hoang mang lắm, người ta sẽ lo cho mình ở nơi ở này ghi danh cho mình vào một dự án nào đó này để có thể tham gia và cộng tác trực tiếp với người dân ở địa phương còn phải ăn uống đi lại như là vé máy bay các thủ tục xin visa toàn là do mình chuẩn bị và quyết định hết xin visa thì hồi đó mình còn mang quốc từ Việt Nam và mình cần phải xin visa với hộ chiếu Ba Lan thì không cần thiết nhưng mà đợt đó thì mình xin visa cũng rất là nhanh chỉ cần đợi khoảng một tuần không phải qua phỏng vấn hay là nhiều thủ tục kiểu như là dườm già như hồi mình xin visa đi Mỹ thì phải mình trả lời khoảng 100 câu hỏi này sau đó mình phải lên đại sứ quán Mỹ để trả lời phỏng vấn này đó là một cuộc phỏng vấn khoảng 5-10 phút thôi nhưng mà cũng rất là mất thời gian và khi mà đi Nhật đi Hàn Quốc cũng vậy mình nhớ là mình phải điền rất là rất, rất là nhiều giấy tờ để được đi uh, sang Hàn Quốc với cả sang Nhật và đến New Delhi thì vừa ra khỏi sân bay mình đã bị sốc nhiệt, suýt ghét dưới cái nóng 45-47 độ mình thì trưởng thành ở châu Âu Mình sinh ra ở Việt Nam nhưng mà mình trưởng thành ở châu Âu Nên đã quen với khí hậu khoảng 26-27 độ rồi Thì đùng một cái mà khi nắng như đổ lửa Khiến mình choáng vá ngoài theo đúng nghĩa đen là mình đã kiểu như xỉu luôn ý Và mình xin nằm nghỉ một vài tiếng ở nhà một cậu tình nguyện viên Lúc đó đã ra sân bay để đón mình Thì cậu người Ấn Độ này nhiệt tình lắm các bạn ạ Còn mời mình ăn bữa cơm Ấn Độ này Cùng gia đình này, chính tay mẹ cậu nấu truyền đặc trưng ấn cứ gọi là ngon suýt xoa luôn ý Sau đó thì cậu đã giúp mình chuyển đến khu nhà trọ cùng các bạn nữ khác Đến nơi thì mình chỉ nhớ đó là một căn nhà 3 tầng lầu với nhiều chiếc phòng được chia ra Mỗi phòng được kê khoảng 3 đến 6 chiếc giường đơn giản, một chiếc tủ đơn sơ cùng một chiếc quạt trần Thì nhà vệ sinh thì là nhà vệ sinh chung nên mỗi sáng là một điều nhức nhối Khi mấy mấy chị em đều có nhu cầu chuẩn bị mất thời gian hơn là nam giới Và cho dù là khu nhà trọ hạng thấp với chi phí tiết kiệm nhưng mỗi sáng đều có một bà hoặc là một cô gái trẻ đến dọn dẹp lau chùi làm bánh mì nan là một cái loại bánh mì của ấn độ vào buổi sáng cho mấy chị em ăn sau này mình biết được những người giúp việc đều không biết chữ và chưa bao giờ được đến trường cả mình vẫn còn nhớ một cô bé trẻ giúp việc rất háo hức đợi mình đến và dạy chữ cho cô ấy và mình cũng giúp cô bé này học và đọc bảng chữ cái mỗi sáng khi cô bé làm xong công việc dọn dẹp của cái chỗ mà mình ở cái nơi mà mình ở những ngày tiếp theo thì sáng nào mình cũng đi túc túc là một dạng dạng xe chở giống như là bên Thái Lan ấy. Sau đó là đi mình đi metro có một người làm việc cùng dự án chở mình bằng xe máy vào cửa metro thì hay những nơi đông người như là sân ga sân bay này khu mua sắm thì lúc nào cũng có lính túc trực vì bên đó đã xảy ra nhiều vụ khủng bố đẫm máu và sự tranh chấp lãnh thổ giữa Pakistan Ấn Độ là cái vùng Kashmir ấy, khiến an ninh cũng rất là nghiêm ngặt theo với mình là cô bạn người Brazil gốc Nhật Bản Hai chị em ngày nào cũng chăm chỉ dậy từ sớm để cùng nhau đi làm Công việc của tụi mình thì chủ yếu là đến một vài tổ chức phi lợi nhuận Để giúp họ chia sẻ các kiến thức phổ thông Tâm sự với các cô gái cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như là tài chính Các cô gái này thì có độ tuổi từ 10 cho đến phụ nữ 50 Họ không biết chữ hoặc biết, biết nhưng là rất là hạn chế Cho nên là tụi mình đến các tổ chức để xem để có thể hiểu được uh, cách mà ở đây người ta cần sự giúp đỡ là về về những học thêm các cái kỹ năng này như là mới với cái mục đích là thoát khỏi nghèo đói đổi đời hoặc là sự kiềm chặt của các ông chồng thì mình có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với một vài người phụ nữ họ nói rằng họ trốn các ông chồng để đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải nuôi con làm thêm ở đây À, đó là mại dâm vì không biết chữa nên xin việc là một điều khó không tưởng đối với họ những người phụ nữ đáng thương này đến các trung tâm tư vấn thường có bác sĩ chỉ dẫn họ cách phòng chống thai hoặc là kiểm tra xét nghiệm hiv Trọng nam khinh nữ là một vấn nạn tồn tại lâu đời Ấn Độ, có nguồn gốc từ nhiều yếu tố bao gồm tôn giáo. Trọng nam khinh nữ là một quan niệm đã ăn sâu vào văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ. Theo truyền thống Hindu thì đàn ông được coi là quan trọng hơn phụ nữ vì họ là người kế thừa dòng dõi gia tộc, là người thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Thứ hai đó là luật pháp. Trong quá khứ thì luật pháp của Ấn Độ cũng có những quy định phân biệt đối xử với phụ nữ. Ví dụ như phụ nữ không được thừa kế tài sản, này không được tự do kết hôn và không được tham gia chính trị. Và điều tiếp theo đó là kinh tế Trong xã hội Ấn Độ, phụ nữ thường coi là gánh nặng cho gia đình Họ được kỳ vọng sẽ kết hôn sớm, sinh con để chồng và gia đình họ có thể chăm sóc Những yếu tố này đã dẫn đến tình trạng tranh lệch giới tính ở Ấn Độ Với tỷ lệ nam giới cao hơn nữ giới Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, tỷ lệ nam giới nữ giới ở Ấn Độ là 107 trên 100 Trọng nam khinh nữ có những tác động tiêu cực đến phụ nữ và trẻ em ở ấn độ trẻ em gái ở ấn độ phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ là bị bỏ rơi này bị ngược đãi và bị giết hại nạn não thai sau khi biết được giới tính cũng là khá là cao có lẽ tương tự như là trường hợp ở trung quốc bé gái phụ nữ cũng có ít cơ hội được giáo dục hơn chăm sóc sức khỏe và tham gia các hoạt động kinh tế Sống ở Ấn Độ hơn một tháng giúp mình hiểu được những khó khăn xảy ra tại đây, những điều mà trong sách vở hay ngồi ghế nhà trường chắc chắn mình sẽ không được học tới. Mình rất vui khi bỏ ngoài tay những định kiến về đất nước hơn thì dân này để có cơ hội đến đây chứng kiến bằng mắt sự phân biệt tầng lớp, giàu nghèo hay là trọng nam khinh nữ phổ biến tại Ấn. Trong thời gian ở Ấn Độ thì mình cũng giảm được khoảng 5kg vì ở đây hầu như mọi người đều ăn chay, thực đơn chủ yếu là rau củ quả, và do cái khí hậu nữa cho nên mình nghĩ là đây cũng là một phần mà mình bị giảm cân 5, 5 cân đến 6 cân thì đấy Đến khi mà vào McDonald's hay bất cứ là bạn đi đến các cái cửa hàng, nhà hàng hay là đi ăn tiệc Thì câu đầu tiên họ hỏi sẽ là vege hay non vege, ăn chay là ăn thịt Mình cũng học được các cách để chia sẻ đồ ăn dư thừa do mua với số lượng nhiều thay vì bỏ vào thùng rác hoặc là mua đồ ăn cho các cái bé các cái em nhỏ mà chạy theo ăn xin đi trên khắp các góc phố ở New Delhi hay là ở Ấn Độ bởi vì là mình tại sao mình lại không đưa tiền bởi vì mình biết là các em bé đấy thì có bảo kê quản lý các em nhỏ này cho nên nếu đưa tiền thì chắc chắn là sẽ không vào tay của các em rồi Ở chung với các bạn nữ Ấn Độ mình mới biết họ có những cuộc hôn nhân sắp đặt bởi gia đình Bên lề họ vẫn đi hẹn hò với các chàng trai khác Đây là sự cực đoan khi con người ta bị cầm đoán thường phát sinh ra những ý tưởng hoặc hành động trái chiều Nhằm phản bác chống đối lại xã hội hay sự áp đặt của gia đình Còn nhiều điều muốn kể chuyện về cái chuyến đi Ấn Độ này lắm nhiều điều đáng nhớ và nhiều điều hay nữa. Nếu bạn nào hứng thú mình sẽ viết lại một bài riêng về thời gian mình sống tại Ấn. Các bạn có thể comment. Nước tiếp theo trong danh sách 44 nước của mình. Đó là nước thứ 39, Thụy Điển. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, mình đã xin được một suất đi thực tập bên Stockholm, do khối châu Âu có tên là Leonardo da Vinci tài trợ. Họ trả tiền cho mình đi làm, còn về phần ăn ở thì mình đã tự lên kế hoạch để tìm hiểu. Cuộc sống ở Thụy Điển đã một phần nào đóng góp cho hình thành cái thói quen bảo vệ môi trường, sống xanh và ít rác thải. Mình có thuê một phòng ở ghép đôi với một người phụ nữ Romania thì điều mà mình nhớ đến tận bây giờ ấy đó là trong khu nhà mình ở chẳng ai sử dụng máy giặt riêng cả. Họ chỉ có một cái máy giặt chung ở cho tất cả các người dân mà sống ở cái khu nhà đấy, khu nhà đấy thì cũng là một khu nhà nhỏ thôi chứ cũng không không có nhiều dân ở và được đặt ở dưới tầng hầm. Có rất nhiều nguyên tắc sống liên quan đến việc tiết kiệm nước như là dùng chung máy giặt, hay phân loại rác và um, cô bạn người Ba Lan của mình ấy thì cũng đi làm thực tập chung công ty có hẳn một khu nhà riêng như là kiểu tiệm giặt ủi đồ để người dân sống ở đó mang quần nào tiến giặt, có phòng trường ngồi đọc sách này, có thể nghe uh, nhạc này, đọc báo này, khái niệm về sống xanh sạch là một phong trào tiên phong tại Thụy Điển nói riêng và Bắc Âu nói chung. Sau này bị được phổ biến rộng hơn ở những nước Đông Âu, trong đó có Ba Lan. Điều mình thích ở Thụy Điển đó là chăm chỉ tập thể dục, thể thao như là trượt tiết ngoài trời này và đi xe đạp kể cả mùa đông giá rét hay là như các bé thường được trường cho ra ngoài vui đùa gần gũi với thiên nhiên không quan trọng là thời tiết âm bao nhiêu độ bên này ánh nắng rất là hiếm hoi điểm chung ở các nước lạnh là ngày ngắn đêm dài ai cũng trong tình trạng thiếu vitamin d nhiều người thường nhân dịp mùa đông này thì đi nghỉ ở những xứ nóng như là bay sang châu âu thái lan hay là việt nam trong giờ làm việc họ cũng cân nhắc nghỉ ngơi thư giãn để có cân bằng sự giữa cuộc sống và công việc hàng ngày thì mọi người trong công ty mình thường tụ tập để uống cà phê, ăn bánh, họ gọi đó là fika. Điểm chung thì mình đã hình thành cái tính cách dần dần rất giống với người Bắc Âu và có chút Ba Lan hóa nhưng đặc điểm mà các bạn có thể nhận dạng sau đây của người Thụy Điển nó là người thái độ sống của người Thụy Điển được biết đến với lối sống bình dị, giản đơn. Họ không quá coi trọng vật chất và luôn hưởng đến sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Người Thụy Điển cũng rất coi trọng sự tự do cá nhân, tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Và những cái quyền riêng tư nói ở đây chẳng hạn như là họ sẽ không hỏi tiền lương bạn làm tháng bao nhiêu, bạn đã có chồng chưa hay là bạn đã có vợ chưa, những cái câu hỏi tế nhị đấy thì thường thường họ sẽ không hỏi trực tiếp bạn. Văn hóa, văn hóa Thụy Điển có nhiều điểm tương đồng với văn hóa của các nước Bắc Âu như là Đan Mạch, Phần Lan hay Naui. Tuy nhiên cũng có một số điểm khác biệt đáng chú ý, ví dụ như là người Thụy Điển rất coi trọng sự bình đẳng và hòa nhập xã hội. Phụ nữ cũng được coi trọng như là đấng mày dâu điển hình đó là khi mà nghỉ sau khi sinh con ấy, thì họ được phân chia đều giữa nam và nữ, việc chăm sóc con nhỏ chẳng hạn như là được nghỉ uh, 50% là dành cho nữ 50% là dành cho nam chứ không phải như là đa số các nước châu khác thì đàn ông khi mà chỉ được nghỉ 2 tuần thôi để chăm sóc con mà phụ nữ thì được ở Ba Lan chẳng hạn thì được nghỉ khoảng 1 năm. Vì vậy mà đấy là cái thời gian chênh lệch giữa nam và nữ. Ngôn ngữ, ngôn ngữ chính thức của Thụy Điển là tiếng Thụy Điển, một ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ German Bắc. Tiếng Thụy Điển có nhiều điểm tương đồng với tiếng Đan Mạch và tiếng Na Uy. Tuy nhiên, cũng có một số điểm khác biệt đáng chú ý là người Thụy Điển của họ có thể họ không hiểu được cái tiếng Đan Mạch hoặc tiếng Na Uy nếu không được học. Họ cực giỏi tiếng Anh. Từ bác lao công đến người lái xe buýt hay cô dọn dẹp đều nói được tiếng Anh. Có người còn nói rất là lưu loát. Đúng giờ. Người Thụy Điển rất coi trọng sự đúng giờ. Họ thường đến đúng giờ cho các cuộc hẹn này dù là hẹn hò gặp cỡ bạn bè hay đi làm sự đúng giờ được coi là biểu hiện của sự tôn trọng đối với người khác mình cũng học được cách coi trọng giờ giấc nghiêm túc với cuộc hẹn và đến đúng giờ khi sống tại châu âu nhất là sau khi thực tập tại thụy điển điều tiếp theo đó là xếp hàng người thụy điển thì rất là coi trọng việc xếp hàng họ luôn xếp hàng một cách trật tự có quy củ ngay cả khi có rất là ít người mình nhớ là có lần mình vào hình làm cái cục bưu chính nào đấy nói chung là một cái cửa hàng nào đấy thì cũng có cái số bấm để mình có thể xếp hàng đúng không thì lúc đó cũng chẳng có ai đâu nhưng mà cái ông đứng cạnh mình ấy như có mỗi mình và ông ấy thôi mà cũng chạy ra và bấm số nói chung là ở đâu họ cũng tuân theo cái đúng quy củ chứ họ không bao giờ làm trái ngược với cả quy định cả điều tiếp theo đó là không chân lấn người thụy điển cũng không có thói quen chân lấn họ luôn nhường chỗ cho người già phụ nữ và trẻ em việc không chân lấn được coi là biểu hiện của sự lịch sự văn minh sự riêng tư người thụy điển như là mình nhắc ở trên ý, thì họ coi trọng sự riêng tư họ thường không hỏi về chuyện riêng tư của người khác trừ khi là được cho phép việc tôn trọng sự riêng tư được coi là biểu hiện của sự tôn trọng và đây là cái điểm chung của người châu âu thường thường họ không hỏi về những cái vấn đề mà nhạy cảm hoặc là riêng tư như là tiền lương bao nhiêu, chồng con chưa, các thứ tự do cá nhân nữa người Thụy Điển rất coi trọng tự do cá nhân họ cho rằng mỗi người có quyền sống và làm theo ý mình tức là họ thường là sống cho mình hơn là sống cho tập thể miễn là không làm ảnh hưởng đến người khác. Tất nhiên thì đây là những cái vài cái điểm mà mình nêu ra thì không phải tất cả người Thụy Điển đều có những đặc điểm này. Tuy nhiên nhìn chung những đặc, những cái đặc điểm này thì khá phổ biến ở người Thụy Điển và người Bắc, Bắc Âu và giúp họ tạo nên một bản sắc riêng biệt so với người châu Âu khác. Nước thứ 40 trong danh sách 44 nước thì mình có gia đình và người thân ở Paris lên nước thứ 40 là Pháp. Đó là lý do tại sao khi mà mình đang học đại học năm thứ ba mình đã nộp đơn xin đi học trao đổi ở bên Pháp một phần là lý do tài chính, hai cũng là cơ hội mình có thể trải nghiệm vào văn hóa phong phú, giao với di sản lịch lịch sử, hội họa, văn chương, hay là ẩm thực, kiến trúc, hay thời trang thì nổi tiếng khắp thế giới. Có nhiều người đã từng mơ đến Pháp, thành phố mộng mơ như trong nhiều bộ phim ăn khách để yêu thích toàn cầu. Đợt mình sống ở Pháp thì khoảng năm 2008-2009 thì chưa có Netflix để chiếu Emily in Paris. Tiếng Pháp cũng là một trong ngôn ngữ mình yêu thích Cho dù không nói thành thạo nhưng mình đọc và hiểu rất là tốt Thời 2019 thì mình cũng học trao đổi tại trường Mỹ ở bên Paris Lý do đó mình không sử dụng nhiều tiếng Pháp Và mình hay rụt rè khi nói tiếng Pháp Anh chị em họ mình đẻ bên Pháp họ nói tiếng pháp như là người bản xứ ấy. nhiều lúc mình cứ mở miệng ra là nói thấy kiểu như là sai sai không được nuột nà như là họ dù sao thì tiếng pháp không dễ nuốt và phổ biến bằng tiếng anh nhưng nếu cứ vứt mình ra ngoài để giao tiếp một mình hoặc là sử dụng những từ phổ thông thôi thì mình cảm thấy là mình có thể vượt qua được rồi còn là sinh viên khi tài chính còn hạn hẹp mình đã không du lịch khắp nước pháp sau này có cơ hội quay lại cũng chỉ quanh quẩn ở Paris để thăm gia đình Đã đi qua một vài thành phố trong chuyến công tác về phía phần Nam, phía Pháp thì phải Rất là trước nhoáng vì lịch trình làm việc lúc đó của mình rất là dày đặc Nhưng để nhớ nhất đó là hồi tháng 11 năm 2015 Khi mình sang thăm bạn bè và gia đình bên Paris Sau một cuộc hẹn hò với cô bạn người Pháp gốc Campuchia Thì bạn ý đã viết ra những nhà hàng nên đến ở Paris trong danh sách có nhà hàng Le Petit Cambodge Rất phấn khởi là mình hẹn gặp Một cô bạn Ba Lan khác để đi thưởng thức Bữa tối ở cái nhà hàng mà được giới thiệu Thì trên cái chuyến tàu metro đấy Tụi mình đã bàn với nhau là đi đâu Mình có gợi ý là Đi nhà hàng được giới thiệu trên Thì cô bạn người Ba Lan đã nói với mình Có thể nói là đã cứu sống mình thì đúng hơn Khỏi cái chết và nói rằng Thôi thì đi nhà hàng Pháp đi Gặp mấy người bạn Pháp của tớ trước đã Và cuối cùng mình đồng ý mạng mình thiệt là quá là lớn lúc đấy các bạn ạ. Ngay sau đó thì mình nhận được cuộc điện thoại từ chị họ của mình hỏi đang ở đâu về cả thành phố đang chìm trong máu lửa với những vụ khủng bố giải rác từ sân vận động đến quán bar nhà hát. Nếu mà bạn nào không nhớ thì hoặc là chưa xem tin tức về cái vụ khủng bố đấy thì bạn có thể google lại đây một khủng bố lớn nhất, một trong những khủng vụ khủng bố lớn nhất trong lịch sử của Pháp. Trong đó có cái quán bar được giới thiệu bởi cô bạn của mình đó là quán Le Petit Cambodge, mình hộc tốc chạy ra khỏi cái, cái 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 chỗ nhà hàng mà mình đang gặp gỡ với các bạn người Pháp ấy để bắt chuyến tàu về ngay nhà trên đường đi thì tình hình rất là hỗn loạn, nhiều phương tiện tắc nghẽn, cảnh sát trang bị vũ khí kiểm tra an ninh mọi khu phố đông người. Đó là một ngày kinh hoàng trong đời mình và một phen hú vía luôn. Trên đường về cô bạn người Pháp còn gọi để xác nhận xem mình có đến cái quán bar Le Petit Cambodge đấy không. Sau đó thì thở phào nhẹ nhõm vì mình đã trở về nhà an toàn. Để nói đôi chút nhé, vụ tấn, tấn công khủng bố ở Paris ngày 13 tháng 11 ngày 13 tháng 11 thứ sáu các bạn ạ năm 2015 là một chuỗi các vụ tấn công khủng bố hồi giáo xảy ra tại thủ đô Paris của Pháp vụ tấn công diễn ra vào tối thứ sáu ngày 13 là một trong những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Pháp và vâng, thì mình đã tự nhủ với bản thân là mình sẽ quay lại cùng con trai một ngày gần nhất để khám phá miền Nam nước Pháp bởi vì Paris thì đó quá là thân thuộc với mình rồi. Ngước tiếp theo trong danh sách đó là nước thứ 41, Hàn Quốc. Đó là những năm tháng sinh viên của trường đại học Cương Hee vui nhất của cuộc đời mình có rất nhiều bức ảnh thời còn học trao đổi bên Hàn Quốc nhưng mình không dám chia sẻ trên mạng vì đó là thuộc về quyền riêng tư của các bạn sinh viên học cùng mình Chỉ dám đây những bức ảnh solo thôi Nếu các bạn có vào blog của mình và xem những hình ảnh Mình đã làm quen với hội sinh viên Việt Nam tại Suwon Song song cũng tham gia các hoạt động ngoại khóa Cùng các bạn sinh viên Hàn Quốc và các bạn sinh viên quốc tế Mỗi hội, mỗi nhóm có một lợi thế và giải trí riêng đặc trưng Mình rất là hạnh phúc vì có thể được học cách hòa nhập với nhiều môi trường và ngôn ngữ khác nhau Khiến cho mình tự tin hơn trước đám đông từ một con người hướng nội nhút nhát, mình đã trở nên cởi mở và dễ hòa đồng hơn. Điều đó đã hỗ trợ mình trong thời gian tìm kiếm và nhận được một công việc trong công ty đa quốc gia sau này. Đúng là đi một đàng học một sàng khôn. Các cụ nói cấm có sai. Ở Seoul thì mình đã tận mắt chứng kiến con người Hàn Quốc từ sinh viên đến người đi làm đều luôn mệt mỏi, căng thẳng, áp lực do bệnh thành tích. Họ không thể phụ lòng xã hội Thầy cô hay bất cứ ai Luôn phải nỗ lực hết mình để tranh đua Vì lý do đó chắc bạn cũng không xa lạ Về vấn đề nhức nhối nhạy cảm này Nhiều người trong số đó đã tìm đến cái chết Mình là một trong những đứa châu Á kiểu Nửa nạc nửa mỡ ấy ạ Đến học với mục tiêu là kết bạn này Giao lưu khám phá văn hóa chứ không bị lạm dụng tư tưởng là phải đạt điểm số tối đa một phần cũng vì mình được đào tạo ở châu Âu việc học cũng bớt cái phần nào căng thẳng so với các bạn sinh viên ở châu Á nhất là Hàn Quốc mình thì vẫn còn nhớ một cậu sinh viên hình người Việt Nam hay là người Hàn Quốc ý, chạy ra làm quen mình hỏi mình học ngành nào đa số sinh viên Việt Nam toàn học công nghệ thông tin này là việc nghiên cứu sinh thì cậu thanh niên đó đã quá là bất ngờ khi mình trả lời là tới đang học quản trị kinh doanh cậu ạ sau câu nói đó của mình cậu ta lầm bầm tự nhủ ừ, sao mà có thể học cái môn siêu dễ nhỉ có gì mà phải học có lẽ trong mắt mọi người lúc đó thì mình như là một cô bé tóc vàng hoe Giả vừa có chút tri thức để hòa nhập trăng mà lúc đó mình cũng chẳng để ý nhiều đâu quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm sống sau này mình có quay lại Hàn Quốc để dự đám cưới một cô bạn người tàu kết hôn với người Hàn nếu có dịp chắc chắn mình sẽ quay trở lại Hàn Quốc Đất nước tiếp theo đó là Ý. Đó là đất nước thứ 42 trong danh sách. Đây là một trong những nước mình sang thăm nhiều lần. Không biết là có phải liệu nhiều lần nhất không, nhưng mà rất là nhiều lần. Lần đầu tiên mình đặt chân đến Rome và Vatican là khoảng năm 2004. Nhưng những năm về sau thì mình thường xuyên quay lại ý là chủ yếu du lịch cùng gia đình và có hai lần sang công tác hỗ trợ làm việc nhóm ở một thành phố nhỏ. Cô em gái của mình ấy thì cực mê nước Ý luôn, cứ mỗi năm nó lại bay sang Ý ít nhất là một lần, có những năm nó phải bay sang Ý đến ba bốn lần. Và bạn có thể tham khảo thêm bài viết trước đây của mình ở trên ở trên trang blog tourismpo.com về cái đất nước muôn màu muôn vẻ này, biểu tượng của thời trang thế giới. Ý là một quốc gia xinh đẹp, hấp dẫn với một lịch sử lâu đời, một nền văn hóa phong phú và một nền ẩm thực tinh tế. Nếu có điều kiện các bạn hãy ghé thăm một lần, mình xin trở lại bài viết về đất nước thời thượng bậc nhất ở những bài viết sau này. Đất nước tiếp theo mà mình muốn nhắc đến đó là nước thứ 43, Vatican. Mình thì mình định ghép vào mục 42. Và đất nước thứ 42, Ý nhưng được tính là một đất nước riêng biệt nên phải viết thêm. Chuyến đi Vatican cách đây mười mấy năm, chụp ảnh xong ghi chép ở đâu cũng chẳng nhớ nổi. Thì mình đánh ngậm ngồi Photoshop. Nếu như các bạn có xem và theo dõi hình ảnh của mình trên blog, thì mọi người thông cảm. Mình vẫn nhớ là hôm đó trời mưa âm u, mình phải cầm dù che mưa xếp hàng dài để được vào bên trong một vài điều để biết về Vatican như sau là một quốc gia có chủ quyền nhỏ nhất trên thế giới nằm trong lòng thủ đô Roma, Ý. Tức là bạn đến Roma thì bạn sẽ có cơ hội đi vào Vatican. Vatican có diện tích khoảng 0,44 km vuông và dân số khoảng 800 người. Và Vatican là một quốc gia có chủ quyền, có chính phủ, quân đội và hệ thống pháp luật riêng. Tuy nhiên, Vatican cũng là một quốc gia thần quyền, với Đức Giáo Hoàng là nguyên thủ quốc gia. Vì là đất nước thứ 44, đất nước cuối cùng trong danh sách của chủ đề 44 nước, 44 câu chuyện. Với những câu chuyện mini nhật ký kể về hành trình khám phá cuộc sống có pha chút du mục của mình, Bruxelles là thành phố mình đã ghé thăm phải trên 6 hay 7 lần gì đó đã ngừng đếm số lần đến đây rồi. Lý do rất đơn giản, đó là có một cô bạn thân người Ba Lan mà mình đã quen biết ở Ấn Độ và đang định cư sinh sống làm việc tại đây. Bạn ấy là một trong những người phụ nữ mà mình rất là ngưỡng mộ bởi vì làm về công nghệ thông tin, và rất là giỏi về, về thông minh nữa có nhiều điều mà mình có thể học được ở bạn ý Bỉ có lịch sử lâu đời có thể truy nguyên từ thời La Mã nước này đã từng là một đế chế hùng mạnh thống trị nhiều vùng đất ở châu Âu ở thời cổ đại thì Bỉ là một phần của đế chế La Mã từ thế kỷ thứ một Trước công nguyên đến thế kỷ thứ năm sau công nguyên, sau đó thì thời Trung Cổ là một phần của đế chế Frankish từ thế kỷ thứ 5 đến thứ 10, sau đó bị bị chia thành nhiều lãnh thổ nhỏ. Và cái thời hiện đại thì Bỉ trở thành một quốc gia thống nhất ở thế kỷ thứ 19. Lịch sử gần đây thì Bỉ là một trong những quốc gia thành lập Liên minh châu Âu. Nước này cũng là một thành viên của NATO và Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD. Ngôn ngữ ở đây thì họ thường dùng tiếng Hà Lan là ngôn ngữ chính. Ở vùng Flanders và phần phía bắc của Bỉ, trong khi tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức ở Wallonia phần phía nam của Bỉ. Cô bạn mà người Ba Lan của mình sống ở Bỉ để để làm việc ở Bỉ thì bạn phải thông thạo cả tiếng Pháp Thì bạn ấy cũng biết tiếng Pháp rồi Sau đó thì để xin vào một cái dự án nào đó Thì bạn ấy cũng phải học thêm cả tiếng Hà Lan nữa Cho nên hai ngôn ngữ này cũng song song với nhau Tiếng Anh cũng được sử dụng khá phổ biến ở các thành phố lớn Nếu có mục đích định cư đây Thì bạn nên suy nghĩ cân nhắc để có thể thông thạo cả tiếng Hà Lan, tiếng Pháp Bốn phần bài viết là một cuộc hành trình dài cả thanh xuân của mình nơi mình sinh ra lớn lên tại quê hương Việt Nam yêu dấu và nơi mình trưởng thành và hiện giờ đang sinh sống là quê hương thứ hai trong tim mình Ba Lan. Với hai quốc gia thân yêu mình sẽ dành hẳn một bài viết về sau này để chia sẻ những cảm xúc của mình, nhất là về Ba Lan vì mình nghĩ Ba Lan được ít nhất đến hơn và có thể là một vài độc giả của mình chưa từng nghe đến đất nước thân thương này. Để kết luận thì sau 10 sau 44 chuyến đi 44 nước, mình đã có cơ hội khám phá vào những nền văn hóa khác nhau, gặp gỡ những người thú vị, trải nghiệm những điều mới mẻ. Những chuyến đi này đã giúp mình mở mang tầm mắt hơn, hiểu biết hơn về thế giới và bản thân mình ý. Thì mình cảm thấy may mắn đã dành lấy những cơ hội này, thời gian và tiền bạc để đánh đổi lại những chuyến đi đầy ý nghĩa Mình sẽ không bao giờ hối hận khi bỏ công sức ra này bởi những chuyến đi đã mang đến cho mình những trải nghiệm vô giá Mà mình sẽ không bao giờ quên ở trong cuộc đời của mình cả và dưới đây là một số bài học mà mình đã học được từ những chuyến đi của mình. Thứ nhất đó là thế giới là một nơi rộng lớn và đa dạng. Mỗi quốc gia đều có những nét văn hóa, ẩm thực và phong tục tập quán riêng. Điều quan trọng là phải mở lòng đón nhận những điều mới mẻ và tôn trọng sự khác biệt. Thứ hai là mọi người đều có điều gì đó để dạy cho chúng ta. Trong chuyến đi của mình thì mình đã gặp gỡ những người từ mọi tầng lớp xã hội và nền văn hóa ngôn ngữ khác nhau. Mỗi người đều có những câu chuyện và kinh nghiệm sống quý báu để chia sẻ với mình cuộc sống rất là ngắn ngủi nên chúng ta tận dụng tối đa thời gian của mình cái tuổi thanh xuân của mình để khám phá thế giới trải nghiệm những điều mới mẻ vì mình nghĩ là đến khi mà mình tuổi già rồi mình nghỉ hưu rồi thì có thể mình sẽ gặp về vấn đề sức khỏe và mình sẽ không có nhiều sức khỏe để đi đây đi đó để khám phá nữa và mình hy vọng rằng những câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho bạn để bắt đầu cuộc hành trình khám phá thế giới của riêng mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại